Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chuẩn bị một đống giấy tờ để mà dẫn những cái quy định của pháp luật cho quý vị trong cái chương trình trả lời của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Đây là cái câu hỏi số 3. Sở dĩ là tôi muốn trả lời rất là chậm vì tôi cũng mong muốn rằng quý độc giả sau khi nghe cái chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ hoàn thiện lại một số câu hỏi thì cũng tương đối rõ ràng thì tôi sẽ trả lời. Tuy nhiên có một số câu hỏi thì nó chỉ mang một cái tính chất gọi là thông điệp và chưa có mạch lạc. Mặc dù luật sư cũng đã có là yêu cầu sẽ trả lời, sẽ hỏi thêm một vài vấn đề. Tuy nhiên rằng là vẫn chưa có trả lời, vẫn chưa có bổ sung thêm cái chứng cứ nữa. Thì thôi, dựa trên cái cơ sở là những cái câu hỏi. Một bạn trả lời hỏi như thế này: bố tôi có 4 người con, bố mất năm 1975. Đến năm 1976, ông nội tôi di chúc cho bố mẹ tôi một mảnh đất. Đến năm 1978, ông nội tôi mất. Mẹ tôi ở xa nên ông nội giao quyền giám hộ cho bác cả của tôi. Vì anh em tôi chưa đủ thành niên, đến năm 1995, mảnh đất này được cấp sổ đỏ đứng tên một người anh. Đến năm 2001, hai người anh lớn tranh chấp chia đất. Chính quyền chia hai cho hai anh mảnh đất này, tôi và em tôi không có phần. Thưa với quý độc giả rằng trong trường hợp này thì quyền sử dụng đất sẽ được xem là của ai rất quan trọng. Xét về nguồn gốc đất, xét về quá trình quản lý sử dụng, năm 1995 mảnh đất này do một người anh đứng tên. Và thế thì tại sao suốt từ thời gian đó các anh không có ý kiến? Và cái dữ liệu đặt ra là anh cũng không nói với chương trình Dân ta phải biết luật ta là mẹ anh hiện tại còn sống hay đã chết. Và ý kiến của mẹ anh trong trường hợp này là như thế nào? Thì thôi, tạm thời tôi sẽ đặt ra một cái giả thuyết. Anh hỏi với chương trình rằng là tôi xin hỏi trường hợp này thời hiệu khởi kiện tính từ lúc nào? Thưa anh, nếu xét về di sản thừa kế thì thời hiệu kể từ ngày người có di sản mất, thì anh cho rằng quyền sử dụng đất là của ông nội anh. Vậy thì đến năm 1978 ông nội anh mất thì sẽ di chúc lại những người có tên bố. Các anh là 4 người con là thừa kế thế vị. Nhưng nếu tính từ năm 1978 đến nay để mà đi khởi kiện về di sản thừa kế thì chẳng ai phải kiện cả, tại vì nó hết thời hiệu rồi. Thời hiệu thì theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005 là 10 năm kể từ ngày cái di sản, kể từ ngày có người để lại di sản chết. Còn thời hiệu năm 2015 thì di sản là 30 năm kể từ ngày người có di sản chết. Thì anh thấy rồi, nếu tính một cái bài toán về thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này thì cả thời hiệu quy định năm 2005 và năm 2015 đều hết. Và lại thì quá trình quản lý sử dụng thì đã ổn định. Và câu thứ hai anh trả lời rằng là tôi có quyền kiện ra tòa chia thừa kế hay không? Thưa anh, thì trong trường hợp này nếu anh cho rằng di sản thừa kế thì anh sẽ kiện di sản. Nhưng mà kiện di sản thì tôi cho rằng là cái cơ sở nó không vững chắc. Chi bằng bây giờ anh quay lại trong trường hợp này. Theo ý kiến của tôi, mặc dù là tôi chưa có xem hết toàn bộ của anh, nhưng ý kiến tham khảo là anh nơi khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai người anh vì anh cho rằng đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người anh là không đúng. Đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền
và cái việc giải quyết tranh chấp năm 2001 cũng là không đúng. Và tại thời điểm đó anh đưa ra lý do ABCD gì đó. Thì việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người anh và cho người hai anh người anh lớn thì chúng ta sẽ xoáy qua hai nội dung. Thứ nhất là xoáy về hình thức của cái việc cấp giấy có đúng hay không. Thứ hai là về nội dung về đối được tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhanh ha. Hy vọng rằng là câu trả lời của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ giúp anh hài lòng. Xin nhắc lại thêm một lần nữa, đối với trong trường hợp này thì anh phải có một cái cơ sở cho rằng là mẹ anh có ý kiến gì trong trường hợp này hay không. Nếu mẹ anh bây giờ còn sống thì cái việc mà định đoạt tài sản cho con như thế nào, và nếu mẹ anh là mất thì nó hoàn toàn một cái ý kiến khác. Tuy nhiên là tôi cho rằng anh không cần yêu cầu về thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế, mà anh sẽ chia về hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do là trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người hai người anh đó là không đúng. Quyền quản lý sử dụng của bốn anh em trong gia đình, và khi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mình sẽ bước tới một cái bước đệm gọi là sẽ khởi kiện chia thừa kế, thì lúc đó đất có tên trong sổ địa chính sẽ được chia thừa kế. Hy vọng là một cái câu hỏi mang tính chất tham khảo sẽ gửi đến anh, giúp cho anh được phần nào giải đáp thắc mắc trong chương trình Người Việt Nam Phải Biết Luật Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi tương tự anh thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi tham khảo. Dĩ nhiên việc anh cung cấp thông tin cho tôi là nó cũng mang một cái tính chất gọi là cơ bản, và dựa trên cái cơ bản này tôi cũng muốn trả lời anh và trả lời cho tất cả những người yêu chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta biết thêm những cái quy định của pháp luật. Và đây là câu hỏi số 3 mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta